Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải, cài đặt và chơi trò chơi trí tuệ trên CH Play. Trò chơi có tên là Play It On. Trước hết thì video này đầu tiên sẽ là hướng dẫn tải. Vâng, các bạn mở CH Play của mình lên. Sau đó nhập vào ô tìm kiếm đó là Play. Đây các bạn đã thấy nó có đề xuất ngay đây, ngay trên đầu tiên này, Play It On. Các bạn nhấn vô, sau đó bấm vào cài đặt. Hiện tại thì trò chơi này đã có hơn 10 triệu lượt tải xuống, đánh giá là 4,5 sao. Đây gần 400.000 người đánh giá 4,5 sao. Vâng, các bạn đợi tải về. Trò chơi rất nhẹ, chỉ 3-5 mê, mang tính trí tuệ rất cao. Rồi, sau khi tải xong thì máy sẽ tự động cài đặt cho các bạn. Đấy, các bạn đợi một lúc. Và ngoài trò chơi này còn rất nhiều các trò chơi khác, mình sẽ hướng dẫn các bạn trong những video tiếp theo. Mong các bạn theo dõi. Vâng, máy mình vẫn đang cài đặt. Máy mình là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, Xiaomi Mi 4. Vâng, khá là nhanh. Sau đây chúng ta bấm vào mở. Đấy, bấm vào mở để mở trò chơi. Các bạn bấm vào mở. Vâng, đây là bắt đầu vào giao diện của trò chơi. Vâng, đang yêu cầu kết nối với CH Play. Cái này bạn nào có tài khoản CH Play, tài khoản trò chơi của CH Play ấy, thì các bạn đăng nhập vào. Đây, mình có tiêu nam 95 đây. Đấy, nhập vào cho phép. Cho phép. Vâng, đây là một phần để lưu dữ liệu của các bạn trên trò chơi của Google. Đấy, thì những lần sau thì các bạn chơi nhiều trò chơi thì level sẽ tăng. Đấy, hiện tại mình level 7. Các bạn vừa nhìn thấy rồi đấy. Đấy, trò chơi vừa khởi động. Đấy, còn trò chơi này mình nối qua thì là nó sẽ thực hiện một cái nhiệm vụ mà máy nó cho mình làm đó, một yêu cầu nào đó. Đấy, và mình sẽ phải vẽ những cái hình đây, ví dụ như đang làm đây, vẽ cái hình này. Đấy, có demo hiện tại đây, vẽ hình. Đấy, đây là bật cái viên tròn vừa nãy thì cứ làm nhiệm vụ ấy thôi. Còn những lần chơi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thực hiện các nhiệm vụ. Đấy, có thể nó khó với các bạn này nhưng mà lại có dễ với bạn khác. Và không chỉ mỗi nhiệm vụ là có một cách thực hiện đâu, mà là có rất nhiều. Vâng, rất nhiều các phương án để làm. Vâng, nếu các bạn thấy video này hữu ích hay là cần xem tiếp những video khác để hướng dẫn các trò chơi trên điện thoại, máy tính hay bất cứ việc gì, các bạn có thể nhớ subscribe kênh mình, nhấp vào phím đăng ký để theo dõi nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.